Ở đây em Tuấn đã giao khách lên hàng khủng cho bác nhé. Hàng khủng. Có nhìn thấy có gì chưa? Hàng khủng cho bác luôn đấy. Nốt 20 Ultra bản Mỹ luôn. Bác nhìn này. Bao phê con em Tuấn đã test cho bác 10 ngày rồi đấy. Một tuần đến 10 ngày rồi. Con này gương cường lực tất cả. Bác nhé. Bút tất cả còn nguyên hết. Bản Mỹ bác nhé. Dòng này mà các bác còn trên thì em Tuấn bó tay luôn. À sau sau con này em Tuấn sẽ lên, còn chiều nay em Tuấn mới chưa đem Tuấn mới có giới thiệu sơ qua một cái số dòng điện thoại cấu hình hàng khủng của em ấy, thì sau con này em Tuấn sẽ lên con vợ tu của em cho các bác xem cấu hình luôn nha. Vợ tu của em đây, sau con này em Tuấn sẽ lên con vợ tu cấu hình của bác cho các em. Con này lúc mới sản xuất ra nó gần 100 triệu. Bây giờ bác nào có mua vào thì có rẻ thì nó phải 30 40, 40 đấy. Nếu bác nào thích thì em chuyển báo cho đây nha. Con lốt 20 Ultra bản 5G này em đọc qua cho bác nhé. Về cấu hình của con này thì báo cáo là dòng này thì phải nói luôn nó là một dòng bản Mỹ nhé. Đời tầm trung, máy này gọi là máy lướt nhưng mà hầu như là nó như mới luôn, nó như mới ạ. Không có một vết xước nào mới luôn đấy. Ấy có nhìn chưa? Con này bộ nhớ của nó 128 GB, đặc biệt là con này RAM lên đến 12 GB. Các bác thoải mái cày nhé. RAM 12 GB luôn. Thoải mái cày luôn ạ. Này. Nhìn này. Độ đẹp chưa? Độ đẹp như này thì không thể chê được đúng không ạ? RAM lên đến 12 GB. Camera tất cả con này đặc biệt là camera mới lại chụp ảnh chân dung. Em nói phải nói là bao phê luôn. Bác nào cần cái ảnh chân dung em gửi cái ảnh hôm em chụp cho bao nhiêu chụp các con em. Nó tuyệt vời lắm. Con này chụp ảnh chân dung phải nói luôn phê luôn. iPhone 15 không là cái đinh gì chân dung với con này. Vì nhà em nó có 15 mà. Không là cái đinh gì với con này. Đấy. Ra 12 GB. À bác biết là con này pin 4500 nhá, 4500 mAh nhá. Con này pin 4500 quá ok cho bác. Nói chung là con này thì chả chả có gì chê, và mức giá em Tuấn để cho bác mức giá phải nói là quá ngon bổ rẻ luôn. Nó quá ngon bổ rẻ. 8.999.000. 8.999.000. Em Tuấn tặng cho bác một cái ốp lưng này nữa. Này, ốp lưng em có hai loại hai kiểu. Lấy ốp lưng này, ốp lưng. Bởi vì cái ốp lưng này hôm trước em thử dùng 8 đến 7 ngày, 8 ngày em ốp vào để cho nó an toàn, bởi vì là khi mình chạy thử những con máy này ốp nó lại. Ốp nó lại chỗ này này, ốp lại với nhìn này, mới đẹp cho nó an toàn. Cái máy thế đấy. Con này mức giá là 8.999.000. Được chưa? Thì sau đây em Tuấn sẽ quay cái camera về đằng trước để cho các bác xem về thông số con này, cũng như là sau em sẽ quay con Vertu này cho bác nó để cho nó nét nó rõ hơn, được chưa? Ok bác nha, mời các bác để em đảo cái camera về trước. Rồi mà Tuấn sẽ vào giới thiệu cái cấu hình em giới thiệu rồi, và lướt qua cho bác nhìn bên trong rồi. Đối với con Samsung này thì Ultra đốt 20 Ultra này thì báo cáo bác là này, con này em Tuấn đã chạy thử cho bác thấy nhiều nhá. Con này em Tuấn em test cho bác rồi thì có màu này và màu đồng bác nhá, màu này và màu đồng hay màu gì nữa nhỉ? Ba bốn màu đấy màu đầu, những con này em Tuấn đã test hết cho bác rồi, rồi không thể chê được con này nữa rồi. Về chất lượng con này không thể chê được, một là thế, hai nó là một cái dòng hàng thương hiệu nhiều năm rồi, nhiều năm tháng này rồi bác, đã được người dùng và trải nghiệm rất là nhiều rồi bác nhé. Đây nhìn này, em Tuấn cài chạy thử cho bác rồi, chạy con này chạy dã man luôn, chạy xóa luôn ạ. Thì đối với con máy này thì báo cáo bác đây thông tin về điện thoại thì em giới thiệu cho rồi. Đây là con Galaxy Note 20 Ultra bản 5G. Bây giờ mới chạy có 4G đấy, chưa có 5G đâu. Bản 5G luôn, đời cao luôn ạ. Được chưa ạ? Đấy, tình trạng máy này, số email mây hết của bác ở đây luôn. Nói chung là bao hàng xịn, hàng chất lượng cho bác luôn. Lỗi một đổi một không nói sao à. Thông tin pháp lý thì nằm hết giấy phép cấp phép ở đây, không nói rồi nữa. Ok chưa ạ? Thông tin phần mềm thì nó từng phần mềm nó cập nhật. Các bác cứ dùng có bác cứ dùng có internet là nó sẽ cập nhật. Thế thì cho nó nhanh. Thông tin về pin này. Đây pin vẫn còn 7%, dung lượng pin này 4500 nhé. Ok chưa bác? Pin báo vẫn khỏe, thông thường luôn, bình thường, tình trạng pin bình thường. Ok chưa? Thế là quá thoải mái rồi đúng không ạ? Đây. Còn đây, về tối ưu bộ nhớ này, tất cả máy này còn tốt này. Bây giờ bộ nhớ quá tốt luôn này. Đặc biệt là con này còn có hỗ trợ thêm cả thẻ nhớ ngoài bác nhé. Đây. Bộ nhớ đó 128 GB.
Em Tuấn thử quay video cả ngày, 2-3 ngày này nó lên đang ghi là 60 GB này. Nhìn chưa? Đấy. Ôi nhớ 128 GB, đặc biệt là con này RAM, bác nhìn RAM biết RAM ngoài rồi chị. RAM con này lên đến 12 GB RAM, quá khủng luôn. Em mới chạy có 3,6 GB thôi. Được chưa? Khi chuyển cho bác là em sẽ cho cái chạy về cài đặt gốc hết cho máy mới tinh luôn. Em cài em chạy thử, nó chạy mượt lắm, thật ra là không có độ trễ, con này không có độ trễ luôn. Mức giá 8 triệu 999 ngàn là mức giá thấp nhất, các bác có thể tham khảo giá toàn quốc sau đó gọi với em Tuấn. Mà tóm đi tóm lại là những con máy này thì nó không làm các bác thất vọng, khẳng định không làm các bác thất vọng, không có một vết xước nào đâu. Sau đây em Tuấn sẽ sang với em vừa tu của em nhé, vừa tu của em Tuấn đúng không? Này, vừa tu của em Tuấn, con nào có nhu cầu thì liên hệ với em vừa tu này. Các bác có thể search nhé, em mà đọc model các bác có thể search con này là lúc nó sản xuất ra là năm bao nhiêu, là bao nhiêu tiền. Lúc nó sản xuất ra em nhớ nó tầm 80 triệu hay 80 triệu đấy, nó khoảng 80 hơn 80 triệu. Lúc đầu thì nó gần trăm, sau nó tầm 7 mấy 8 mấy triệu. Ok chưa? Về về cái dòng này thì nó thể hiện cái đẳng cấp của nó khác các bạn. Đây đây màn hình chờ vút lên này. Đấy. Đối với thằng này thì nó lại thế ạ. Em có khi em tắt bớt đèn, nhưng tắt bớt đèn thì bác không nhìn thấy đâu. Con này có thể lật này. Có thể có cái chế độ lật này. Nói chung nó nhiều chức năng lắm, vừa tu thì nó có nhiều chức năng lắm. Con này thì báo cáo bác là giới thiệu qua này. Đây em qua anh em Tuấn vừa đọc cho bác nó giới thiệu về điện thoại này. Đây ạ. À, đây là con vừa tu VTL 201 202110 đó, được chưa? Đấy, email máy với tất cả còn hết đây, nguyên đây. Series máy. À, dung lượng RAM bao nhiêu, 12 GB RAM được chưa? RAM con này 12 GB RAM, và đặc biệt là con này bộ nhớ à cái gì nhỉ? Em nhớ là theo nhà sản xuất giới thiệu là con này tản nhiệt của nó còn làm tản nhiệt bằng chất lỏng. Có một khoang chất lỏng con này tản nhiệt cho con này bằng chất lỏng luôn. Thông tin màn hình 2400 nhân 1080. Ok chưa? RAM 12 GB mà. Đây, RAM này, tổng số bộ nhớ đây 512 GB bộ nhớ trong. Còn RAM 12 GB, như vậy là ok chưa? Còn đối với con này thì báo cáo bác là không thể chê được rồi. Dòng này thì chê gì bác, vừa tu mà. Vừa tu chê gì bác. Còn bác muốn đắt những con đắt hơn nữa thì những con kia thì nó lại liên quan đến vấn đề là tại sao nó lại đắt như vậy. Vì tất cả những con điện thoại vừa tu mà không có màn hình cảm ứng, nó chỉ con này thì cái đắt của nó ở đây này bác này, nó đắt là nó những cái phần mềm này này, nó đắt đây em để em cho nó nhìn mặt, con này nó đắt là những cái phần mềm này này bác này, đây à, nó có nhiều cái phần mềm bảo mật độc quyền của vừa tu nhá, độc quyền của vừa tu là xem nào, đây là một thằng này bảo mật độc quyền này, đây là hai này, và đây nữa vừa tu like nữa là ba, những cái phần mềm này bảo vệ độc quyền luôn, có nghĩa là nó bảo mật rất là tốt cho mình, và thằng vừa tu này thế thế thôi. Nhưng con này thì bây giờ mua con này mới bây giờ thì phải mua được hai con iPhone 15 bây giờ đấy các bác ạ, một con này bằng hai con iPhone 15 đấy đấy, ok chưa? Nó có nhiều chức năng, nói chung là nó nhiều chức năng hay lắm. Còn dòng này thì độ trễ thì không có, này mượt lắm, nó quá mượt luôn, nó mượt đến nỗi mà em không nghĩ là nó có quá mượt đến vậy đâu, có để cho trình độ mượt, không có độ trễ luôn đấy. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn, con này của em Tuấn đang dùng đây. Em Tuấn đang dùng cái Zalo của em Tuấn đây này, vào đây Zalo đâu nhỉ, Zalo của em Tuấn đây này, đây Zalo của em nha, Zalo của em ở YouTube các bác xem hàng ngày đấy cũng là của em đây, Tuấn Nam Thành Phú Thọ ok chưa, cũng là của em, Facebook thì cũng là của em Tuấn chào bác nhá. Đấy. Mời các bác về phía chủ tịch. À, đối với lại dòng này thì nó nếu mà đo so với vừa tu thì những dòng màn cảm ứng này nó là dòng rẻ rẻ tiền đấy, vừa tu nó chỉ có những vòng cái dòng như kiểu là dòng chỉ nghe và gọi chống nghiêng của gọi, bởi vì những dòng đấy người ta được khắc được chạm tất cả những cái thiết bị từng chi tiết ở trên cái con máy đấy, là nó đắt là cái công kỳ công, là tất cả vừa tu đều được làm bằng thủ công bác nhá, có đúng con này là cái mặt kính này người ta phải làm bằng kia thôi. Đấy. Để là chút nữa. Đấy. Thì báo cáo bác là đây như bác nha. Thì cái này này tất cả nó làm thủ công. Nhưng mà cái dòng cảm ứng này thì nó làm thủ công ít.
cái dòng cảm ứng này nó không có làm thủ công mấy, nó làm ít hơn, nên là thành ra nó rẻ nhé. Nhưng báo cáo với các bác là đối với những con này, thì nó rẻ hơn là cái dòng chúng em sẽ làm, em sẽ quay cái con kia cho bác nhé. Bác nào có nhu cầu thích con này thì liên hệ với em Tuấn, nó đặc đẳng cấp rồi. Cầm những con này thì số lượng cả xã cả huyện chắc nó chỉ có một con, hoặc cả tỉnh nó chỉ có vài con chẳng hạn thôi, nó không có nhiều, nó không tràn lan đâu nhá. Đấy, nó không có, thật ra là nó cả huyện chỉ có con thật chứ. Đấy, nên là bác nào có nhu cầu thì liên hệ em Tuấn, bởi những con này giá nó toàn mấy chục triệu thôi, nó không ít tiền. Bây giờ lúc mới nó gần 100 triệu nhưng bây giờ nó phải còn mấy chục triệu, và bây giờ báo cáo bác là nó vẫn là mới mà, nó mới nguyên mà. Nó nhìn này, khi dùng nhiều thì tất cả cái da này, da bò của nó sẽ bị sần, nhưng nó còn nguyên hết luôn. đang ốm bác ạ, giờ phải quay thôi. Đấy được chưa? À, cái đồng hồ này thì nó nhiều loại đồng hồ lắm, các bác có thể... Alo ạ? Vâng, tím gọi lại chị nhé. Không bận đi. Đấy. Đấy, bác thấy chưa? Còn những cái giao diện này, giao diện độc quyền của nó là tất cả những giao diện màu hơi nâu, hơi tối. Còn những giao diện mình cài thêm, nó có màu đỏ đây. Đấy. Yeah. Đấy, đây này, màu giao diện màu tối này của nó. Còn cái đồng hồ này thì nó có rất là nhiều cái đồng hồ. Hoặc là đi khi nghỉ này, khi nghỉ này, màn hình nghỉ. Nó có, bác có thể đặt đồng hồ này hoặc đồng hồ khác, hoặc là theo của hãng của hắn, hãng tùy, được chưa? Rồi, em và Tuấn hẹn các bác clip sau. Bắt đầu nhu cầu vào tu thì liên hệ với em Tuấn là 0911 169 901 Zalo, vì nó vài chục triệu nhưng không ít nhé. Chào các bác.